Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đèo Bảo Lộc đã lưu thông bình thường trở lại từ 10 giờ 30 phút sáng 1 tháng 8. Theo đó, các lực lượng cứu hộ đã triển khai xử lý hiện trường xuyên đêm. Đến sáng 1 tháng 8, mặt đường đã được xử lý xong đất đá sau vụ sạt lở. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tiết các phương tiện lên xuống đèo Bảo Lộc, phân luồng từng đợt để phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Trước đó, chiều 30 tháng 7, đèo Bảo Lộc xảy ra sạt lở khiến tuyến đường huyết mạch trên quốc lộ 20 bị chia cắt. Vụ sạt lở đã khiến 3 cán bộ cảnh sát giao thông và 1 người dân tử vong. Sáng 1 tháng 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7, trên địa bàn xảy ra ngập cục bộ tại một số khu vực trũng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Theo đó, có 269 lồng bè của 38 hộ bị thiệt hại hơn 1.900 tấn cá các loại, nặng nhất là ở các xã Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Vinh. Ngoài ra, còn có 11 căn nhà bị ngập, 2 căn nhà bị sập, tốc mái, 195,5 hecta diện tích lúa, rau màu và cây trồng khác bị ngập do xuất hiện lũ cường độ lớn, mực nước sông Đồng Nai dâng cao vượt mức báo động 3, 113,5 m. Khoảng hơn 21 giờ ngày 31 tháng 7, ngọn lửa phát ra ở một kiosk tại chợ số 2 Tân Long, ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Do trong kiosk có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng bùng phát sang các kiosk lân cận. Nhiều người dân gần khu vực chợ đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 20 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều kiosk tại chợ, không có thiệt hại về người. Đến trưa 1 tháng 8, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngày 1 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam liên quan đến tình hình sạt lở hư hỏng trên tuyến quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Theo đó, trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa hình đèo dốc nên đã xảy ra tình trạng sạt lở mái ta luy dương, lở đất đá, cây cối ngã đổ tràn lấp rãnh, lấp lề mặt đường, xói lở mái ta luy trên tuyến quốc lộ 55 đoạn qua xã Đa My, huyện Hàm Thuận Bắc. Theo thống kê, tại khu vực đã có khoảng 43 vị trí bị sạt lở, trong đó có 7 vị trí sạt lở nặng gây ách tắc giao thông cục bộ. Đến thời điểm hiện tại, các vị trí sạt lở ta luy dương gây tắc đường đã được san dọn một phần mặt đường, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Để khắc phục các thiệt hại tại khu vực, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và cho chủ trương để Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện công trình khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên tuyến. Ngày 31 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Minh Quang, 36 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Danh Minh Quang đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Sáng 1 tháng 8 tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế, bé sơ sinh bị xoắn nghẹt ruột hiếm gặp, đã ăn được qua đường miệng tăng dần theo nhu cầu, bú tốt, lên cân, tiêu tiểu bình thường, bụng mềm, vết mổ liền sẹo tốt sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật 2 lần cùng với điều trị nội nhi tích cực trong 39 ngày. Theo đó, bệnh nhi sinh non tháng 34 tuần 4 ngày, cân nặng chỉ 2,1 kg, sinh mổ vì thai suy. Sau sinh ghi nhận bụng trẻ da tái trên rỉ phản ứng thành bụng dương tính, sờ cứng toàn bụng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị tắc ruột và chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi sau khi sinh 9 giờ. Khi tiến hành mở ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột non của bệnh nhi thoát vị nội qua khiếm khuyết tự nhiên ở mặt treo ruột non dẫn đến tình trạng xoắn nghẹt ruột. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây xoắn ruột, trong đó thoát vị nội qua khiếm khuyết tự nhiên ở lỗ mặt treo ruột non là một nguyên nhân hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, nhưng hay gặp ở các trẻ có tắc ruột phân xù.